Đây là màn hình ViewSonic VX2717, chiếc màn hình hiếm hoi trong phân khúc dưới 3,5 triệu, có thiết kế cong, kích thước 27 inch, tần số quét 75Hz và có độ phủ màu trên 100% sRGB. Đây có thể nói là chiếc màn hình rất đáng để các bạn có thể cân nhắc ở trong tầm giá dưới 3,5 triệu và nó sở hữu thiết kế cong cao cấp. Với mức giá này thì màn hình ViewSonic VX2717 có những ưu điểm nào? Đầu tiên là về thiết kế, màn hình ViewSonic VX2717 có tấm nền cong 1500R. Dễ hiểu thì đây là con số cong với bán kính là 1,5m và đây được xem là một cái độ cong phù hợp với lại mắt người, độ bao quát tầm khoảng là 1000R thì như vậy thì nó tối ưu hóa cái góc nhìn và phù hợp hơn với người dùng. Tấm nền cong mang lại người dùng một cái trải nghiệm không hề kém cạnh, thậm chí là nó thú vị hơn khi mà các bạn chơi game hay là tạo một cái góc nhìn thoải mái hơn cho người dùng. Về phần nhìn tổng quan ấy, thì rõ ràng trong mức giá màn hình dưới 3,5 triệu thì màn hình cong này của ViewSonic tạo ấn tượng hơn cả về phần nhìn lẫn kích thước lớn. Kích thước là 27 inch thì đây là kích thước phù hợp cho một màn hình chơi game và cả công việc. Màn hình có độ sáng tối đa là 250 nits, độ tương phản tĩnh là 4000:1, độ tương phản động là 80 triệu:1. Độ phủ màu của ViewSonic VX2717 đạt 104% sRGB. Tần số quét màn hình là 75Hz, tốc độ phản hồi là 4ms. Mọi thông số đều quá đảm bảo cho cái việc trải nghiệm giải trí của người dùng chất lượng nhất trong cái mức giá. Và thật sự như vậy, nếu xét ở trong cái tầm giá dưới 3,5 triệu thì VX2717 của ViewSonic này đem lại một trải nghiệm cực kỳ tốt. Độ chi tiết lên ngon, màu sắc vừa phải, nó không bị rực và góc nhìn cũng không khó chịu mà lại rất thuận mắt trong việc đảo đầu hay là đảo mắt qua lại. Với công nghệ Flicker Pre loại bỏ hiện tượng nháy hình và giảm lượng ánh sáng xanh nhờ công nghệ Blue Light Filter. Như vậy thì khi mà sử dụng màn hình ViewSonic trong thời gian dài như là ngồi văn phòng liên tục hơn 8 tiếng hay là chơi game nhiều thì bạn cũng sẽ hạn chế cái việc ảnh hưởng đến mắt. Màn hình thì cũng được tích hợp công nghệ FreeSync, đơn giản là màn hình sẽ xử lý và đảm bảo hạn chế hiện tượng xé hình khi chơi game. Về cổng kết nối thì màn hình ViewSonic VX2717 có gần như đầy đủ những cổng kết nối cần thiết, một cổng VGA, một cổng HDMI và một cổng âm thanh 3.5. Cơ bản chỉ như vậy, nhưng gần như với nhu cầu của mình thì đó cũng hoàn toàn là đáp ứng đủ rồi. Phía dưới phần cạnh màn hình sẽ là trang bị thêm hai loa. Chất lượng âm thanh thì không quá cao, nhưng mà âm thanh của loa lớn trong một số trường hợp cần phát loa cho mọi người cùng xem này. Hoặc là các bạn ở trong một căn phòng của các bạn mở nhạc để vừa nghe vừa làm việc thì nó vẫn là một sự lựa chọn rất là ổn. Tổng kết lại một xíu tổng quan thì màn hình ViewSonic VX2717 là một sự lựa chọn thực sự rất tốt trong cái mức giá dưới 3,5 triệu. Cụ thể thì hiện tại nó đang giảm giá tại FPT Shop còn khoảng 3 triệu 300 ở thời điểm mình làm video. Cho một chiếc màn hình như này thì không có gì phải chê cả. Và một cái điều khiến mọi người cân nhắc chính là cái việc màn hình này cong và không biết thực tế trải nghiệm màn hình cong thì nó có ổn hay không. Thì với một cái độ cong phù hợp với lại mắt nhìn của người dùng khi mà đảo mắt qua lại hay là xoay đầu thì nó hoàn toàn xứng đáng để đưa vào cái list cân nhắc của mọi người. Và thiết kế màn hình này thì thực sự cũng rất đẹp trong phân khúc giá này nữa. Nên nếu các bạn quan tâm thì có thể tham khảo thêm chi tiết tại website fpdshop.com.vn về chiếc màn hình này nhé.